biết dạy nhận cọc tiền đó cho rồi. Danh dự đâu có bẻ răng được đâu. Mà nhớ cái món quà hôm qua tôi đưa cho cô ấy, mình nhớ giữ cho kỹ đấy, hiểu chưa? Hãy đầu tư Bitcoin, mật mã là email cá nhân của cô. Hợp đồng của anh đây. Anh có hối hận khi bán căn nhà này không? Tôi đã quyết định dọn sang Mỹ ở cùng với cha mẹ và sẽ xóa hết ký ức buồn về vùng đất này. Thật ra thì tôi nghĩ anh sang đấy để phát triển sự nghiệp cũng tốt. Ở bên đó người ta sẽ coi trọng bằng cấp của anh hơn, cũng như phương pháp trị liệu tâm lý bằng thôi miên hồi quy của anh hơn là người ở đây. Còn tôi chỉ tiếc rằng khi sang Mỹ thì tôi sẽ ít có cơ hội để gặp Andy. Ủa, còn cô làm sao? Cũng khá mệt mỏi. Gia đình tôi đang lo lắng không biết ông chủ tịch sẽ giao cho mình việc gì. Khi mà tập đoàn đang đổi hướng từ đầu tư bất động sản sang kinh doanh điện mặt trời. Ta-da! Bơ! Ngạc nhiên không? Khó khăn lắm á, bảo vệ của anh mới cho tôi vô đây á. Tặng anh nè. Là cô sao? Bơ à, bà lộng lẫy như một nữ thần vậy đó. Đẹp không? Đây là váy may riêng á của thương hiệu Sài Gòn Miss đó. Tinh tế dữ à. Ê, hay là bây giờ mình đi ăn trưa đi. Chủ nhà mới của căn nhà này sẽ đến đây coi nhà vào lúc 11 giờ đó. À, thôi khỏi cần. Là tôi nè. Thực ra là tôi đã mua lại căn nhà này rồi. Nếu mà bà không tin đó, gọi cho anh hai bà đi. Nếu mà bác sĩ cha anh chịu chữa bệnh tận gốc cho tôi á, tôi sẽ cho anh thuê lại chỗ này với giá rẻ. Anh sẽ không cần phải đi kiếm tiền để trả góp cho ngân hàng mỗi quý nữa. Bà làm gì mà đổi đời nhanh vậy? Thực ra là nhờ app này nè. Remitano. Cũng nhờ anh chỉ cách em đầu tư thì em mới có được ngày hôm nay nè. Đã thế còn cho mượn tiền để mà đầu tư nữa. Người ta biết rồi mà cứ kể công hoài. Ê, lúc em mới mua chỉ có 600 triệu một coin thôi. Mà bây giờ nó lên gần 2 tỷ rồi đấy. Em biết không, hồi anh mới mua là nó chỉ có vài triệu đồng một coin thôi. Thì cũng nhờ anh đó em mới thay đổi được tư duy, có thể tự độc lập tài chính, rồi còn nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của thời đại nữa.
Thật ra anh nghĩ thì cuộc sống nó cũng rất là đơn giản thôi. Chẳng qua là do con người mình làm cho nó phức tạp quá đấy mà thôi. Anh nghĩ là trong tương lai này, ai mà có cách sống đơn giản nhất thì người đó sẽ thành công rất là nhiều so với những người khác. Phải không? Anh thì cái gì cũng có hết á. Chỉ trừ hạnh phúc gia đình thôi. Này, thế thì em lại càng sai bét rồi nhá. Hiện tại thì bố anh đang rất là tự hào về anh. Tuần sau, anh sẽ bay sang Đức để bàn kế hoạch đầu tư điện mặt trời cho tập đoàn của bố anh. Không kinh doanh bất động sản nữa. Nhưng mà còn chuyện anh trading crypto thì sao? Ông không có phản đối nữa hả? Thì phản đối cái gì nữa? Bây giờ ông ấy cũng tập trading theo anh luôn này. Hay quá ha. Thì đúng rồi. Vậy hả? Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion. Vậy hả? Ủa? Mà sao Andy lại chịu xuống nước làm quà với ba của anh ta? Bởi vì là theo như tôi biết là sau khi mà dọn ra khỏi nhà cô á, thì anh có thuê hẳn một cái căn condo ở bên ngoài sống phè phỡn đó mà ta. Thì bị con gái thuyết phục đó. Là gái này đúng không? Thực ra ba của Andy á là chủ tịch tập đoàn The Sun, là sếp của ba bà đó Alex. Bà có nhầm lẫn không? Chuyện quan trọng như thế này làm sao tôi không biết được? Không tin thì bà có thể đi điều tra mà. À, kêu anh Du á, cho anh có việc làm. Hóa ra là bà giàu nhanh chóng là nhờ vào Remitano. Cái này lúc trước á, ông Andy á cũng có rủ là tôi chơi nè. Nhưng mà lúc đó là tôi lảng tránh đi. Bởi vì là tôi chỉ tin vào những cái gì nó thực tế thôi. Thực ra tôi cũng chưa từng đăng ký tài khoản trên sàn này. Sao được? Theo như tôi biết á, là phải cần phải xác thực khuôn mặt thì mới mở được tài khoản mà. Bởi vậy mới biết là ông Andy á ma lạnh cỡ nào. Cười lên đi. Xin lỗi nha, anh không được may mắn. Thôi, uống đi. Nói nhiều quá. Uống đi. Uống. Này, tôi giúp cô uống nào. Cát. À, vô, 100% nha. Ê, tiếp. Nào, chúng ta cùng uống nào. cầm đi, chưa sai. Nào, tiếp, nào. 100% nhá. Vô. Vô. Nè. Hay. Rồi, nào, tiếp, cung nước. Này, nào, cung nước. Ê, sao đấy? Này, tỉnh dậy. Nào. Ê, mình còn chơi nữa mà. Tiếp, nào. Đúng. Nào, còn tụi tí nào. Giơ tay lên, chuẩn bị. Nào, giơ tay lên. Nào, 1, 1, 2, 3. Ê. Xong, đến tôi. Xong. Nào. Đây, ngồi dậy đi nào. Đấy, ngồi dậy đi. Mình còn đang chơi mà. Sao cô bầu cuộc dễ dàng vậy? Tính thua cuộc à? Nè. Tôi không bao giờ bỏ cuộc nha. Ok, được, tốt. Thế cầm giấy đi. Đây ta. Đó, đúng rồi. Nào, cười lên. 2, 3. Ok. Không ngờ là thời xưa Andy toan dùng vũ lực mà thời nay cũng biết dùng tới trí óc đấy chứ. Có tiến bộ, giỏi. Bơ. Tôi muốn Bơ là người cùng tôi tham gia buổi thôi miên để kiểm tra một số chi tiết.
hoa đẹp dành cho người đàn ông thích được tặng hoa. Anh đi rồi sẽ nhiều hơn và mọi người lắm. Chỉ là đi công tác thôi mà. Với lại đặc biệt á, hôm nay là ngày kỷ niệm tình bạn của tất cả chúng ta. Ồ, mọi người đã làm hoa rồi à? Vâng, thật ra là em đã nhờ bạn của em làm thơm mi hồi quy cho em. Và em đã thấy hết tất cả những điều mà anh chưa kể cho em nghe rồi. Dù luật nhân quả, luân hồi có như thế nào thì chúng ta cũng nhận được những kết quả hành động của chính mình gây ra. Tôi tin là như vậy. Đúng vậy. Đừng hỏi tại sao chúng ta lại gặp phải khó khăn, mà hỏi chúng ta sẽ học được gì từ nó. Em tin đó là dù tiền kiếp có thế nào đi nữa, nhưng mà quan trọng là từ giờ mình cứ yêu thương nhau. Và đặc biệt đó là đừng để cảm xúc xấu của mình xâm lấn, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, đúng không? Nè, sau bao sóng gió mà cô vẫn không có sân hận tôi với Alex, thì cô xứng đáng với Andy rồi đó. Alo, anh hai ạ? Ê, cần đu cái anh mong. Chết anh rồi, chết anh rồi. Alo, alo, alo. Cuối cùng Chris lại. Giờ mối lương duyên của anh ấy với chúng ta tiền kiếp như thế nào? Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên VOD.